Đền Thác Thần nằm trên địa bàn thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, được khởi dựng từ thế kỷ thứ 16 dưới triều đại nhà Lê Mạc. Ngôi đền thờ hai cô con gái của một tướng có tài, Trung Quân Tiết Nghĩa Đàm Thận Huy, đó là Đàm Dung Hoa và Đàm Quế Hoa. Trong một trận chiến với giặc không cân sức, Đàm Thận Huy đã tuẫn tiết tại chân núi Cóc ở xã Tam Hiệp ngày nay. Để tưởng nhớ công ơn của ngài, nhân dân địa phương đã dựng lên ngôi đền thờ tướng quân Đàm Thận Huy và phu nhân. Đó là ngôi đền quan lớn tại thôn Đền Quan, xã Tam Hiệp. Sau khi cuộc giấy binh bị dập tắt, hai cô Đàm Dung Hoa và Đàm Quế Hoa đã chống trả quân giặc quyết liệt, bị dồn đánh đến bến sông Diễn, xã Tam Tiến. Với ý chí và tinh thần cuột khởi, quyết không rơi vào tay giặc, hai cô đã gieo mình xuống sông tự vẫn. 3 ngày sau, xác hai cô trôi dạt về bến Thác Thần. Được người dân đưa xác hai cô lên gò đất có hình mui rùa cạnh bến sông, rồi về làng gọi người đến để mai táng. Thế nhưng khi dân làng ra đến nơi thì ở đó đã hình thành hai ngôi nấm. Cho rằng linh hồn hai cô đã linh ứng với điểm lành cùng kết tụ nơi đây, nên dân làng cùng nhau lập đền thờ hai cô vào ngôi chính điện để thờ phụng tri ân công đức của hai cô. Đền Thác Thần có địa thế trọng yếu, trên bến dưới thuyền, phong thủy hữu tình. Thời kỳ khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913, Hoàng Hoa Thám đã chọn nơi này để lập đồn binh chống thực dân Pháp xâm lược, gọi là Đồn Thác Thần. Và đây là một trong số 7 đồn bốt của căn cứ Khám Nghè do nghĩa quân Hoàng Hoa Thám xây dựng để chống thực dân Pháp. Cái ngôi đền này thì cứ ngày mồng một hôm rằm thì cũng nó tùy theo mùa. Có những cái mùa xuân thì cũng rất là đi, bà con cũng ở xa gần, kể cả Bắc Linh, Hải Phòng, Hưng Yên, người ta cũng đến, người ta nghe tin ta đến. Thì người ta cũng đến gọi là đều đều, gọi là cũng một vài, gọi là cũng 70 lượt khách hoặc là 100 lượt khách. Thế còn mùa, những cái mùa mà ví dụ mùa hạ hoặc là mùa thu hoặc là mùa đông thì đa số là bà con trong khu vực là chính. Thế thì bà con mọi nơi xa gần về để thứ nhất là về cầu, về đền để nhớ công ơn tri ân của hai cô, và thứ hai là cũng đi cầu phúc, cầu thọ, cầu lộc, cầu tài. Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 29 tháng 12 năm 2010, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có quyết định công nhận khu di tích đền Thác Thần là di tích lịch sử văn hóa. Đây cũng là di tích nằm trong quần thể hệ thống di tích có liên quan đến cuộc khởi nghĩa Yên Thế, đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định là di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012. Vào các ngày lễ Tết, mùng 1, ngày rằm, đền Thác Thần đều thu hút đông đảo du khách từ các địa phương trong huyện, trong tỉnh và nhiều du khách từ các tỉnh như Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng cũng về đây thắp hương và vãn cảnh. Đây là một cái ngôi đền Thác Thần mà có thể nói là em rất là hay đến, và một cái ngôi đền mà em được biết đây là một cái ngôi đền rất là linh thiêng. Thế ngày rằm mùng 1 thì em cũng hay thường xuyên đến đây, nhất là những cái ngày rằm mùng 1 của đầu năm. Thế em đến cái ngôi đền Thác Thần này cũng một là cũng muốn là cầu bình an cho gia đình, bạn bè, cho mọi người, và cũng là để thư thái về tâm linh. Cũng rất là cảnh của ngôi đền thì cũng rất là đẹp, dưới sơn thủy hữu tình, dưới có sông và trên là núi, và em cảm thấy là đến đây rất là thư thái. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân, xét hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức lễ hội năm 2019 của Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, Ủy ban Nhân dân huyện đã cho phép Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm tổ chức lễ hội đền Thác Thần năm 2019. Thời gian tổ chức 2 ngày, mùng 3, mùng 4 tháng 3 năm 2019, tức ngày 27-28 tháng Giêng âm lịch. Đây là lễ hội được xã Đồng Tâm tổ chức lần đầu tiên. Trước hết là để tỏ lòng tưởng nhớ tới công lao của hai cô Đàm Dung Hoa và Đàm Quế Hoa đã có lòng trung quân tiết nghĩa với triều đình nhà Lê và các tướng lĩnh nghĩa quân của Đề Thám trong cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế chống thực dân Pháp. Thông qua lễ hội nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, độc lập, tự cường, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ của nhân dân, góp phần phát triển các giá trị và nét đẹp của các di sản văn hóa mà ông cha ta đã để lại. Cái mỗi lần ấy là đến chùa, đến đền đây, hoặc là mỗi một cái dịp là hàng năm mở hội như thế là cũng một cái dịp để nhắc nhở người đương thời cần phải nhớ về lịch sử, thế và làm sao để giữ gìn phát huy cái truyền thống lịch sử đó, thế đồng thời là qua đó thì xây dựng tốt cái đời sống văn hóa hiện tại, làm sao cho nó đúng với
cái ý nghĩa của lịch sử và phát huy được cái truyền thống của dân tộc. Đền Thác Thần nằm trên một diện tích rộng hơn 4.000 m². Từ năm 2011, ngôi đền đã được tôn tạo tu bổ với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Để chuẩn bị cho lễ hội Đền Thác Thần lần thứ nhất năm 2018, cấp ủy chính quyền xã Đồng Tâm đã tập trung nguồn lực từ vốn ngân sách và xã hội hóa, đầu tư 1 tỷ đồng nâng cấp trên 3.000 m² diện tích giai đoạn 1, gồm các hạng mục như kè đá, đổ đất mở rộng khuôn viên, xây tường bao, sân khấu, xây dựng hệ thống điện thắp sáng, khu vực sân lễ hội. Giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 2019, năm 2020 với các hạng mục như tiếp tục mở rộng khuôn viên, xây dựng các công trình phụ trợ, khu đón tiếp khách, hệ thống các biển chỉ dẫn, mở rộng hệ thống đường giao thông từ 3m lên 5m đến 7m. Đền Thác Thần cùng nằm trong quần thể di tích thờ Đàm Thận Huy, phu nhân và hai cô con gái là Đàm Dung Hoa và Đàm Quế Hoa. Đó là di tích đền Quan Lớn, đền Cầu Khoai, đền Diễn và đền Thác Thần. Trong đó, di tích đền Cầu Khoai đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế được tổ chức lễ hội hàng năm vào ngày 23 tháng Giêng âm lịch. Bởi vậy, việc tổ chức lễ hội đền Thác Thần được tổ chức vào ngày 27-28 tháng Giêng âm lịch là phù hợp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân và du khách thập phương. Để tổ chức lễ hội thành công, xã Đồng Tâm đã có sự chuẩn bị chu đáo như sớm thành lập ban tổ chức lễ hội, xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, từng tiểu ban phục vụ lễ hội. Cái điểm nhấn của lễ hội lần này đó là vấn đề là triển khai các nội dung diễn ra trong lễ hội, đặc biệt là các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và đón các cái du khách thập phương đến với Đồng Tâm thì nó đảm bảo là chúng tôi thấy rằng là niềm nở cũng như là xác định được các hoạt động chính để đón các du khách thập phương đến. Chúng tôi thấy rằng là đây là một trong những điểm nhấn. Thứ hai nữa là cái hoạt động đảm bảo về an ninh trật tự, đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là những cái vấn đề được quy định theo quyết định 74 của Ủy ban dân tỉnh thì phải được thực hiện nghiêm túc, về đặc biệt là liên quan đến vấn đề nếp sống văn hóa, về vấn đề tín ngưỡng tôn giáo, để chúng tôi đây là một trong những vấn đề là phải thực hiện hết sức nghiêm túc trong cái đợt này. Lễ hội đền Thác Thần được tổ chức hai phần, phần lễ có phần dâng hương, phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động nội dung phong phú như tổ chức hội trại và hoạt động hội trại từ sáng ngày 3 tháng 3 với 7/7 thôn tham gia. Trong đó có nội dung thi trại đẹp, thi mâm ngũ quả, các trò chơi dân gian. Buổi tối 3 tháng 3 tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các thôn và trường học. Hoạt động thể thao tại lễ hội được tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ, thi kéo co, thi đấu cờ tướng. Lễ hội Đền Thác Thần không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh mà còn là nơi gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam thông qua những hoạt động mang đậm tính nhân văn và dân tộc.